làm việc ngày hôm nay, Quốc hội đã chính thức bầu và phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch nước báo cáo việc giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, 446 đại biểu trong tổng số 490 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, chiếm tỷ lệ 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ với 96,15% số phiếu tán thành. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri của cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi xin trân trọng. Cảm ơn. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ, khẳng định bản thân nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng Chính phủ cam kết nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước, ra sức khắc phục yếu kém, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khẳng định tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an ninh an toàn cho người dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm về những đóng góp với đất nước. Tân Thủ tướng đã tặng hoa chúc đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp trên nhiều phương diện cho đất nước. Và ngay sau đây, truyền hình Công an nhân dân ANTV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tâm tắt của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ và tên Nguyễn Xuân Phúc, ngày tháng năm sinh 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 10 trên 10, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1978. Ngoại ngữ Anh Văn B, Nga Văn B. Nơi làm việc, Văn phòng Chính phủ,

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức thủ tướng chính phủ.